Xin chào tất cả các bác, các anh em đam mê âm thanh. Tuấn Nguyễn, Âu Hà Nội hôm nay lại tiếp tục giới thiệu các bác về được cặp loa đến từ dòng loa Anh Quốc, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng, cạnh tranh và với nhiều mẫu giống những dòng loa như Tannoy. Đây là hãng loa đến từ Anh Quốc, hãng loa Kip, KEM Kip. Đây là trong những phân khúc rất là vừa tầm tiền, các bác chơi những dòng loa rất là chất. Loa Kip Q65, 6 ohm công suất 175W, made in UK. Bác nào mà thích thì Tuấn sẽ chụp ảnh cho các bác, zoom lên cho rõ, cái chữ rất là nhỏ. Đây, còn cờ Anh này, UK, đánh cầu BY. Loa thì thiết kế với vỏ gỗ màu nâu đỏ, rất là đẹp, đặc trưng của những dòng loa châu Âu. Vỏ gỗ màu nâu đỏ, thiết kế với một bát bầu dục. Bát này là bát 23, 25 gì đấy, nếu mà cả vành thì phải hơn 25. Một bát bầu dục, màng carbon gân cao su, zin nguyên bản. Và một loa chung chép đồng trục, màng colin, gân cao su, zin nguyên bản. Tất cả zin nguyên bản rất là đẹp. Chép đồng trục giống như những dòng loa Tannoy. Bát rất uy lực, những dòng Kip bát bầu dục này cho giải bát rất là giải trầm, rất là uy lực. Loa kích thước với chiều cao nó khoảng 95, chiều ngang nó khoảng tầm 23, chiều sâu là 30. Vỏ gỗ còn rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, vân gỗ màu nâu đỏ. Nơi đằng sau đánh cầu đi qua. Dòng âm ly này, loa này đánh rất dễ ghép âm ly, với trở kháng là 6 ohm, công suất 175W. Các bác chơi thể những dòng san xuôi đờ nông Pioler rất dễ chơi, phù hợp chơi những dòng nhạc trữ tình. Các bạn trẻ có thể chơi những dòng nhạc đan, nhạc vẫn ok các bác nhé. Với thiết kế gân này chơi như đa dòng nhạc được, đặc biệt là chơi những dòng nhạc trữ tình rất là hay. Những dòng loa Anh e căng nhựa, e căng đầy đủ tem mác logo, không dập gãy gì cả, chất âm rất hay, đặc biệt là trong cái mức giá rất là tầm tiền, các bác chơi bát này ra đánh như những dòng loa bát 30, bát đánh rất là tốt. Dòng bát bầu dục này rất là tốt. Vỏ gỗ các bác nhé, vỏ gỗ nâu đỏ. Cặp loa Kip Q65 này thì Tuấn giao lưu với các bác, các anh em với giá rất là tốt, với giá là 9,2 triệu. Các bác sở hữu một cặp loa đến từ Anh Quốc, rất chất, chơi được nhiều dòng nhạc, đặc biệt là dòng nhạc trữ tình rất hay, phù hợp cho các bác chơi những không gian, những phòng từ 20-30m2 hoặc những phòng chung cư. Sau đây thì các bác anh em hãy đeo tai nghe và thưởng thức chất âm.
sau đây Tuấn xin mở một bản nhạc những dòng nhạc acoustic để các bác anh em biết là những dòng loa này chơi rất giống những dòng loa Tannoy với thiết kế là trung chép đồng trục, tiếng guitar rất là hay, giọng trung âm rất là hay. Dòng nhạc bolero. Từ khi vào nơi gió cát, đêm trăng này nghỉ mát phương nào, xưa nay chiến địa nhường bao, nỗi không muốn dằm xiết bao dài dầu. Thank you.
Chương trình Tuấn xin gửi tới các bác anh em những bản nhạc Audiophile để dòng loa này test những tiếng bass rất là tốt. Xin dừng lại bản test tại đây. Những bác nào mà quan tâm tới sản phẩm, xin các bác liên hệ cho Tuấn số điện thoại 0943426668, địa chỉ số 10, ngõ 63, phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trước khi kết thúc thì Tuấn xin báo giá lại cặp loa của anh Quốc, hãng Kip Q65. Tuấn giao lưu các bác anh em với giá là 9.200.000. Một cặp loa trong tầm giá, vượt tầm giá, chất âm rất hay, đối thủ của những dòng loa Tannoy, loa đồng trục, trung chép đồng trục rất là hay. Tuấn xin cảm ơn tất cả các bác anh em đang theo dõi kênh. Những bác nào mà đi qua chưa đăng ký thì các bác hãy đăng ký chữ màu đỏ để cập nhật những bản video, những bản test mới nhất về những dòng loa Âu Mỹ. Tuấn xin chào, hẹn tất cả các bác anh em những video tiếp theo.